Giới thiệu với các bạn 4 câu văn cực kỳ tiện lợi có thể dùng để bắt đầu buôn chuyện với người Nhật này. Nhưng mà hôm nay cái kadai của chúng ta sẽ khó hơn mọi khi một chút, đó là các bạn sẽ dịch từ tiếng Việt sang tiếng Nhật nha, chứ không ăn sẵn như mọi khi nữa nha. Ok, nhìn vào 4 câu cùng mình nhá. Đầu tiên 4 câu này thì sẽ có cái phần trạng từ đầu tiên, đó là hôm nọ hoặc là dạo này. Thế thì hôm nọ trong tiếng Nhật là gì nhỉ? Đó là konomae. Ok, còn dạo này thì dễ rồi là saikin. Tiếp theo thì trong tiếng Việt mình bao giờ cũng sẽ phải có chủ ngữ rồi đúng không? Nhưng mà sang tiếng Nhật thì những cái câu chuyện nói về bản thân mình thì chúng ta có thể lạc lược bỏ đi, bỏ từ watashi đi nha. Còn lại, cấu trúc của 4 câu văn này đều có dạng là có chuyện gì đó. Thế thì có chuyện gì đó chúng ta có thể dùng cái cách nói là nani nani koto ga arimashita. Tại sao phải arimashita nhỉ? Vì nó chuyện trong quá khứ rồi đúng không? Nhưng mà khi mà chúng ta bắt đầu kiểu như là muốn diễn giải, muốn bày tỏ, muốn tâm sự cái gì đó thì các bạn chuyển về cho mình là koto ga attan desu. Ok, nani nani koto ga attan desu hoặc là attan desu yo. Ok chưa nào? Rồi thì bây giờ giải quyết nốt phần dâu ria còn lại nhá. Câu số 1, chuyện vui này thì sẽ là ureshii koto, hoặc là dùng cách khác là ii koto. Ok. Rồi bên dưới chuyện bực sẽ là gì nhỉ? Hara no tatsu koto. Ok, hara no tatsu koto là cái chuyện mà mình bực đúng nè. Rồi hay chuyện buồn là kanashii koto. Kanashii koto. Còn chuyện bất ngờ sẽ là bikkuri shita koto. Ok, bikkuri shita koto. Và cuối cùng, ở phần hai câu trên thì chúng ta có từ là trừ chút đi mọi người, chúng ta thêm là chutto. Ok, konomae chutto ureshii koto ga attan desu yo. Bên dưới này, konomae chutto hara no tatsu koto ga attan desu yo. Saikin kanashii koto ga attan desu yo. Saikin bikkuri shita koto ga attan desu yo. Đó, 4 câu rất là dễ để dùng khi mà mình muốn bắt chuyện với người ta nha. Nhớ mang ra dùng mọi người nhá.